Còn mời Vĩnh Phúc Đây nào. là sản phẩm của Thái Mỹ Phúc ạ. Tính ra mục khảo thì mình cũng đã có ở đây, thế nên là em muốn có. Có thì có thể gửi luôn mục lục giới thiệu chạy chương trình và phần cầu chính. Về phần giới thiệu thì chương trình của mình là về một số câu hỏi tiếng Anh về môn sinh học, vật lý và hóa học. Chạy chương trình thì chúng ta có ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 11 slide. Có 3 slide là giới thiệu cái phần mà chúng ta sẽ phải trả lời. Ví dụ như là biology là về sinh học. Ba câu hỏi tiếp theo sẽ là về sinh học. Physics có nghĩa là lý. Thì ba câu hỏi tiếp theo sẽ là về lý. Và còn hóa thì ba câu hỏi tiếp theo là hóa. Thì ở đây câu đầu tiên sẽ có đáp án là mitochondrion. Trả lời đúng thì nó sẽ có một cái dấu tích nó hiện lên và chúng ta sẽ không được phép trả lời được nữa ở cái câu này. Có nghĩa là nếu như chúng ta có nhập vào thì nó sẽ không tăng điểm cho chúng ta và nó cũng sẽ không có cái dấu đấy nó hiện ra. What controls all the activities and contain the DNA of the cell? Đáp án của câu này là nucleus. Đây là một cái bảng Punnett Square và ở đây chúng ta có hai màu tóc là A lớn và A nhỏ. A nhỏ là đỏ, còn A lớn là tóc đen. A lớn là dominant gene, còn A nhỏ là recessive gene. Thì ở đây chúng ta thấy trong cái Punnett Square này có một khả năng ấy là ở cái chỗ này nó sẽ có một khả năng là 1/4 để có được chắc để có được hai cái dominant gene là hai A để 100% nhận được màu đen. Ở đây ấy, thì chúng ta sẽ có thêm một A lớn và một A nhỏ, có nghĩa là họ sẽ mang gene của một người mà có tóc đỏ. Thế nhưng mà tóc đỏ ở đây lại không, thế nhưng ở đây họ lại có một cái gen hiện nó đè vào cái gen lặn tóc đỏ đấy lên, thế nên là họ sẽ có màu nâu. Vậy thì còn 1/4 còn lại thì sẽ là đáp án để có thể nhận được tóc đỏ. Chúng ta chuyển đến phần lý. Câu hỏi đầu tiên là định luật vật lý đầu tiên của Newton là gì? Người ta được gọi là cái đấy là gì? Thì câu trả lời nó là Law of Inertia. What nuclear reaction occurs in the sun and other stars? Ở đây nó hỏi là những cái nuclear reaction nào mà nó được tạo ra ở trong mặt trời và những cái ngôi sao khác. Đáp án là nuclear fusion. Đừng bao giờ nhầm fusion và fission, bởi vì fission là sự tách ra của một cái nguyên tử nào đấy, còn fusion thì nó là sự hợp lại. Cụ thể thì ở trong mặt trời là heli, cái khí hydro nó được hợp lại thành heli. Ở câu hỏi này nó hỏi là tính cái momentum của cái vật nặng ở đây, ở trong cái đòn bẩy này. Ở đây chúng ta có vật nặng, có khối, có trọng lực, có trọng lượng là 100 Newton và chúng ta có 50 cm. Vậy chính là vậy tính ra chúng ta sẽ tính được rằng là cái khối này nó có cái
Momentum là 50 Newton mét. Chúng ta chuyển đến phần hóa học. Câu hỏi này dịch là: đâu là số atomic number của helium ở trong bảng tuần hoàn hóa học? Đáp án là 2. Bây giờ nó hỏi là molecular formula của glucose là gì? Đáp án là C6H12O6. What type of reaction occurs when we put quicklime into water? Quicklime là vôi sống. Chúng ta Nó hỏi là cái loại phản ứng nào nó sẽ xảy ra khi mà chúng ta cho vôi sống vào trong nước. Đáp án sẽ là phản ứng hóa học. Thế là khi mà chúng ta được chín hoặc là bằng cách nào đấy chúng ta có thể cho nó nhiều hơn chín thì kiện trò chơi sẽ kết thúc. Chúng ta sẽ đến với phần khối chính. Thì ở đây chúng ta đầu tiên chúng ta có một cái mũi tên như thế này, nó giúp ta có thể chuyển các cái câu hỏi giống như thế này. Thì ở đây cái nguyên lý hoạt động của cái câu hỏi này rất là đơn giản. Nó chính là ấy, khi mà nó bấm vào đấy thì nó sẽ hiện và nó đi tới cái vị trí này. Và khi mà cái phong nền cái số của phong nền ấy nó bằng 12 thì nó sẽ thì khi bấm vào nó sẽ cứ để ở 12 thôi, thì nó sẽ không nó sẽ để ở 12 và như thế. Còn khi mà chúng ta để cho 12 lớn hơn là cái phong nền này thì chúng ta sẽ để là lấy cái này nó sẽ cho nó nhỏ hơn một. Còn cái này thì hoạt động cũng giống như thế nhưng mà nó lại chỉ là ngược lại thôi, cái địa điểm của nó cũng ngược lại. Chịu. Đây là nhân vật mà nó sẽ kiểm tra xem là ở trong dòng của chúng ta đã đúng hay chưa. Thì ở đây đầu tiên nó kiểm tra xem là cái actual score là cái biến này nó có phải là lớn hơn 9 hoặc là nhỏ hơn 9 được không. Nếu như mà nó đúng ý, thì chúng ta sẽ thì nó sẽ dừng lại tất cả. Bởi vì đến lúc đấy là chương trình sẽ coi là đến lúc đấy là chúng ta thắng rồi. Và ở đây chúng ta sẽ có bộ phân hỏi. Chúng ta sẽ có một cái bộ phân hỏi như thế này. Thì ở đây nó sẽ là như thế này. Nó sẽ tương ứng với từng câu trả lời của các cái câu hỏi. Đây là cái dấu gạch mà chúng ta thấy. Thì khi mà đi ấy, thì nó sẽ chuyển sang một cái start, trang phục là start. Thì như thế chúng ta có thể biết rằng là nó bắt đầu rồi. Rồi sau đấy, nếu như mà người chơi trả lời đúng, ví dụ như câu này, chúng ta nhập thế này. Thì nó sẽ hiện lên giờ, rồi sau đấy nó sẽ to dần lên và cũng như là nó biến mất dần dần dần. Và đó là hết của sản phẩm của của em Thăng với Phúc. Cảm ơn đã lắng nghe.
Ok, cô cảm ơn đo phần thuyết trình của bạn Vĩnh Phúc. Các bạn trong lớp chúng ta có nhận xét gì cho phần thuyết trình của Vĩnh Phúc không? Cô mời xem bách nào. Dạ, bạn chương trình của bạn rất xứng tạ mà mình hỏi bạn một câu. Sao bạn biết mấy này hay vậy? Ừ thì mình cũng học ngoài khá nhiều ấy. Cái phần này là cái phần là trình chiếu đúng không? Phần một coi. Rồi, tắt sạch Google rồi. Rồi, ok, còn gì nữa không ạ? Không phải Xem sử bách. Google đâu, phần của sản phẩm phần chắc chắn là cái template, là mình không thể làm cái template nó như thế này rồi. Thế nên là mình lấy một trong số những cái mẫu của PowerPoint, nhưng mà rồi sau đấy mình cũng phải chỉnh sửa khá là nhiều trong số cái những cái đấy để có thể cho nó thành cái để cho nó thành cái PowerPoint thế này. Rồi, ok. Mình nghĩ là Vim Phúc khá là tốt ở trong thuyết trình. Rồi, cô cảm ơn bạn Thiên Phúc. Các bạn khác thì sao? Quốc Bảo có nhận xét gì không Bảo? Em thì không có nhận xét gì cả. Nhưng mà Đấy. bài bạn làm mà cũng hay rồi. Ok, cô cảm ơn bạn Quốc Bảo. Cô có một số nhận xét cho cái phần thuyết trình của bạn Vĩnh Phúc như sau này. Tiên thì cô thấy là bạn Vĩnh Phúc cũng khá là có cái sự chuẩn bị đầu tư cho cái phần thuyết trình sản phẩm của mình. Đó là cái việc mà bạn ý chuẩn bị cả cái phần thuyết trình PowerPoint. Đấy, cái phần này thì cũng khá là có sự chuẩn bị. Còn đối với phần sản phẩm thì cô thấy là sản phẩm của bạn Vĩnh Phúc cũng có nhiều chức năng sáng tạo, có cũng chủ đề rõ là rõ ràng, nghĩa là bạn có về vật lý hóa học sinh học này đó, nghĩa là bạn ấy sẽ thêm theo từng chủ đề như vậy và cũng khá là trau chuốt cho các cái hình ảnh ở trong sản phẩm, nghĩa là ở mỗi câu hỏi thì bạn đều có cái hình minh họa cụ thể cho cái câu hỏi đó như thế nào, ví dụ theo từng chủ đề hóa học thì sẽ có những hình ảnh nào này, hoặc là về vật lý cũng thế. Còn đối với phần kỹ Thế năng là thuyết, ra là một số cái con cũng phải tự làm, con cũng phải tự vẽ, như là cái cần, như là cái đòn bẩy. tự vẽ đúng không? Ok. Đấy, thế thì cũng rất là trau chuốt cho cái phần hình ảnh. Kỹ năng thuyết trình thì bạn Vĩnh Phúc thuyết trình rất là tốt, giới thiệu được đầy đủ các bước này và rất là chi tiết. Ví dụ bạn ấy sẽ giới thiệu, chúng ta thấy là khi bạn ấy thuyết trình không chỉ thuyết trình về cái phần câu hỏi đúng không, bạn còn giới thiệu ví dụ như là cái phần này thì cái công thức hóa học này thì nó sẽ cho ra chất gì này, nó sẽ phản ứng như thế nào này, hoặc vật lý cũng thế đúng không, thì Thực chúng ra bạn là ấy con giới đang thiệu định cho chi thêm tiết. một cái phần phụ nữa ở trong cái sản quiz này, là một cái con nhân vật mà nó có nhìn như một quyển sách, và khi mà mình lướt chuột vào đấy thì nó sẽ bảo tham khảo một cái sách gì đấy để có thể biết thêm. Nghe ý tưởng phát triển là như vậy đúng không? Vâng ạ. Ta lúc nãy không không giới thiệu cái phần ý tưởng phát triển như vậy. Trong cái phần thuyết trình mình có đúng không? Có cái phần đó là ý tưởng phát triển là gì? Đấy, quên mất lúc nãy không nói cái phần đấy. Rồi. Đấy thì cái phần này thì bạn Vĩnh Phúc cũng nói rất là khá là chi tiết đúng không? Chúng ta vừa có thể được học lập trình xong vừa được học thêm cả phần kiến thức về cả hóa vật lý sinh học đấy. Nói cũng khá rất là to rõ ràng tự tin. Cái phần này riêng cái phần thuyết trình thì cô đấy Vĩnh Phúc làm khá là tốt. Hy vọng là ở những sản phẩm sau thì con cũng sẽ cố gắng phát huy cái kỹ năng thuyết trình cũng như là cái phần lập trình các cái chức năng trong sản phẩm của mình.